Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ai Đến Hôm Nay. Hôm nay thì sẽ là một bật mí nho nhỏ dành cho các bạn, sẽ là một màu sắc cực kỳ thú vị. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem hôm nay ai đến. Đây nó là cái bản giới hạn ông ngoại tặng cho bố. Bố toang thật rồi. Bây giờ không mua được thì chỉ còn mỗi cách đi sửa thôi. Nếu mà không sửa được thì xin vĩnh biệt bố. Đúng rồi. Sửa. Thế hai đứa có tiền không giúp đỡ bố một tí? Cho bố mượn để bố đi sửa. Rồi lúc nào cổ phiếu của bố nó lên, bố bán, bố sẽ giả bọn con gấp đôi được chưa? Thôi bố ơi, bọn con sợ cái gấp đôi của bố lắm rồi. Bây giờ có gấp đôi, gấp ba, tiền nhiều ấy mức máy bán nước còn chả nhận. Bọn con làm gì có tiền, bố trông chờ gì vào cái giai cấp vô sản như bọn con. Thế thì thôi rồi, thế thì hết cứu chữa rồi. Cái này thì bố mày còn sống làm gì nữa. Bố ơi, đừng nghĩ kỹ quẩn. Để con lên con bán cái máy tính cho con đưa tiền cho bố nhá. Ôi bố ơi, bố mà đi là bọn con mồ côi à? Bố đừng đi. Bỏ cái tay ra, mồ côi mồ cút cái gì? Muốn tôi chết à? Và thưa quý vị, chúng ta chào đón đến với chương trình ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ Thái Sơn ạ. Xin chào anh, xin chào chương trình Ai Đến Hôm Nay. Bây giờ thì đến với chương trình ngày hôm nay thì tâm lý anh thấy thế nào, thoải mái chưa? Ngồi trước anh Thắng thì tự nhiên cũng thấy một cái áo màu có màu xanh với nhau thì cũng trùng, cảm giác như là cũng có chút đồng cảm đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu với câu chuyện từ đầu tiên đi. Em được biết anh Sơn là xuất phát từ dân chèo, sau đó anh lại chuyển sang đóng hài. Không biết là có cái lý do nào mà lại có một cái sự chuyển tiếp như vậy? Sơn xuất phát là diễn viên chèo, học chính quy diễn viên chèo trong trường Đại học Sân khấu Điện ảnh 4 năm. Thì sau về công tác tại Nhà hát chèo Việt Nam. Cái thiên hướng của Sơn thích những cái vai diễn mà nó dí dỏm, những cái vai diễn nó châm biếm phê phán. Từ cái sở trường đấy của mình cũng thích diễn hài. Bây giờ thì một câu hỏi so sánh một chút ạ, giữa nghệ sĩ hài và nghệ sĩ chèo thì anh thấy là cái nào khó hơn? Thật ra Sơn thấy cái nào nó cũng có cái khó đấy. Nghệ sĩ chèo thì bọn mình phải kết hợp hát múa diễn. Thật ra cái phần múa thì nó chỉ là cái múa minh họa trong cái bài hát hoặc là minh họa trong cái biểu diễn thôi. Nó làm gần như làm trang sức để tôn thêm cái nét diễn của mình thôi. Bởi vì xuất thân từ một người diễn viên chèo, cái lối diễn nó sẽ rất là cường điệu, nó phải cái lối thoại nó cũng rất là thơ, bởi vì cái văn viết cho chèo, cái thể loại viết cho chèo nó cũng là thể loại biến ngẫu, thoại nó cũng rất là thơ. Thì sau khi bắt đầu mà tiếp cận với đi diễn hài ngoài thì nó có những cái khó khăn đối với Sơn, đó là mình làm chèo lâu quá rồi, cũng ngấm cái lối diễn đó, thì mình bảo cái tình huống nó hay rồi, mình chỉ cần làm thế nào cho nó thật sự thật. Cố gắng như diễn ít thôi. Thế là tự nhiên gần như là Sơn tìm được ra một cái tí chìa khóa cho nó. Thế là mình cảm thấy mình nhập cuộc được dần dần. Rất là may như em nói lúc đầu ấy, là bản thân anh cũng đã gặp được rất là nhiều những người mà biên kịch họ tạo ra những cái gọi là tuyến nhân vật nó thực sự phù hợp, nó cũng có những cái nét tương đồng so với tính cách của anh Sơn ở ngoài đời. Nên là mình bước vào những cái vai diễn đó một cách nó tương đối là nhẹ nhàng, nó không bị căng cứng. Chúng ta chỉ cần sống thật là mình ở trong cái vai diễn đây là đủ hài rồi, đúng không ạ? Giả sử bây giờ là có một đạo diễn mà muốn anh Sơn vào một cái vai nó khác biệt hoàn toàn với tính cách của anh, ví dụ như là một vai mà nói nhiều, sở khanh, gọi là một vai ác đi, anh nghĩ rằng liệu rằng anh có vào vai được không? Mình nghĩ là nếu mà đã là diễn viên đi thì vai nào cũng đừng có nói là không vào được, mà mình sẽ cố gắng, nhưng mà nó sẽ thành công được đến đâu thôi. Đương nhiên thì ai cũng có sở trường sở đoản, nhưng mà nếu mà giao vào cái sở trường của mình mà đúng cái thứ mình thích ý, thì mình nghĩ là nó vào nó sẽ thuận lợi hơn. Còn nếu là diễn viên thì
thôi phải hóa thân thì đương nhiên mình sẽ phải học hỏi, đương nhiên mình sẽ tìm tòi. Nhưng nếu mà giao cái vai mà ác, cái những cái vai Sở Khanh, những cái vai đều, có thể mặt mình thánh thiện quá. Mặt mình thánh thiện quá nó không hợp lắm. Thì lúc đó còn khâu hóa trang này, còn bạn diễn tương tác với mình này, còn đạo diễn vạch đường cho mình còn nhiều cái nữa. Đúng là những người trong nghề có những cái bí kíp riêng đúng không ạ? Là một diễn viên chuyên nghiệp, chúng ta sẽ luôn có những cách để có thể phù hợp với từng loại vai khác nhau. Nhưng mà thành công hay không thì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thường thì mọi người khi mà xem những cái đoạn clip hài anh đóng ấy, chắc là nhìn mặt anh là thấy buồn cười rồi. Nhìn mặt anh là thấy buồn cười rồi. Có phải là nhiều khi anh định hình cho mình một cái phong cách hài nó kiểu như vậy không? Sơn thích những cái lối diễn như là Sơn vẫn làm ấy. Tức là mình thấy là tình huống đủ rồi thì thôi diễn nhẹ thôi, làm thế nào đời nhất có thể mà bớt diễn đi. Bớt diễn đi. Đừng diễn, bởi vì cái tình huống nếu mà nó hay rồi, còn khi nào mà tình huống nó ít, tình huống nó mờ, nó nhạt mà bảo thôi cương lên làm hề một tí đi thì lúc đấy mình méo mó, chứ còn bình thường mình thích như vậy. Cứ là mình là thích nhất. Ok, rồi. Bây giờ thì thưa tất cả quý vị, sau một phần trò chuyện khởi động với diễn viên Thái Sơn thì chúng ta như thường lệ thôi. Ai đến hôm nay sẽ luôn mang đến những thử thách khó. Thử thách ngày hôm nay dành cho diễn viên Thái Sơn. Nó liên quan đến những thứ mà anh đã học ở trong trường, đó chính là trèo. Vì anh xuất thân là diễn viên trèo nên chương trình sẽ đưa ra một vài những cái lời bài hát nhạc trẻ. Việc của anh sẽ là trèo hóa những cái bài hát mà rất là quen thuộc với mọi người. Anh biết bài Vô Cùng Vì Anh Thương Em ạ? Vì anh thương em. Bài này có vẻ nghe ở trong kia nó không buồn lắm, nhưng hát cái sang trèo có thể là nó buồn nhá. Thảm khốc một tí. Thảm khốc à? Thảm khốc một tí. Sợ là thế. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dại, vỡ rồi mà có được đâu. Ôi. Đây là một cái lối hát xử dầu ở trong trèo nhá. Em không nghĩ là ca khúc này nó khi mà nó chuyển sang trèo hóa nó lại hợp đến như thế. Em mong là sau chương trình ngày hôm nay anh là làm riêng cho em một cái phiên bản trèo của ca khúc này. Mọi người cũng đã quen thuộc với những cái giai điệu nó rất là tuyệt vời rồi. Sau ngày hôm nay, sau khi mà chương trình này lên sóng, chúng tôi tin rằng rất nhiều người sẽ hâm mộ anh Thái Sơn bởi vì anh đã trèo hóa một cách nó quá là mượt. Nấu vẫn công thức này nhưng nấu lên món khác. Ok ạ. Bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng đến với đoạn thứ hai ạ. Chúng ta có một cái bài hát bây giờ cũng đang được mọi người nghe rất là nhiều, liên tục nằm trong những cái top trending, đó là ca khúc Bên Trên Tầng Lầu ạ. Em ơi đừng khóc, bóng tôi trước mặt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt đi. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối. Hay quá. Thực sự là trước đến nay ấy, thì em nghĩ là những cái dòng nhạc truyền thống như là trèo, cải lương, hát bội, chầu văn, nó không phải là một dòng nhạc mà nó dành cho số đông. Mà thực tế là hiện nay các bạn trẻ thì không nhiều người thích những dòng nhạc này đâu. Nhưng thực sự có một cái cách nó rất là thú vị, đó là bản thân với những cái ca khúc nó rất là mới mẻ, trending bây giờ, thì khi mà được trèo hóa, khi được gọi là biến tấu một chút, mang một cái âm hưởng của trèo thì nó mang, đúng là nó thực sự rất là thú vị. Mọi người đánh giá là với năng lực của anh, với những gì anh đang làm thì có vẻ như anh đang đi chậm hơn so với những người gọi là cùng lứa khi mà bước vào trong những cái giai đoạn, những cái bộ phim, những đoạn clip hài từ thời của Kem Xôi, từ thời của Trắng TV đó. Thì mọi người thấy là anh có vẻ hơi chậm hơn một chút.
Không biết là anh lý giải như thế nào về điều này ạ? Do mình cách mình cẩn trọng hay là do mình chưa hợp duyên? Đúng là vạn sự về tùy duyên thật đấy. Tại vì nhiều lúc Sơn cũng nghĩ là mình phải cố lên chứ không mình tuổi trẻ được bao nhiêu lâu nữa đâu. Mình bây giờ mình đang còn sức làm, sức diễn, mình cố gắng làm lên. Mình vẫn chưa được như mình mong muốn, như được mình kỳ vọng. Nhưng mà nhiều lúc mình nghĩ lại nhưng mà mình cũng đã nỗ lực, mình đã cố gắng rồi thôi. Cái đó được đến đâu ấy nó cũng còn là do duyên của mình nữa. Hai cái thử thách vừa rồi anh đều vượt qua một cách rất là nhẹ nhàng. Nên riêng anh thì em đã yêu cầu ban biên tập là thay vì chuẩn bị một bộ bài thì em chỉ chuẩn bị cho anh 3 lá bài thôi. Và anh không có cơ hội lựa chọn. Anh sẽ cầm nguyên 3 lá bài này và anh thực hiện giúp em 3 cái yêu cầu trong lá bài này. Xin phép chương trình là lúc nãy thì có cái hai cái gạch đầu dòng, hai cái thử thách đấy. Vâng. Nó trong một phần đấy thì thật ra đúng nó vẫn liên quan đến một chút đến nghề của mình. Vâng. Thì mình tự nhiên mình đem cái đấy ra mình làm được, nhưng mà 3 cái này e là không qua được. Nói vui thế thôi chứ thực ra ở đây là như này anh nhá. Ở đây thì chúng ta đều có những cái phần thưởng phạt rất là phân minh. À không, phạt rất là phân minh chứ thưởng không có gì. Không có gì ạ? Vâng. Không có gì ạ? Vâng, xin mời anh. Xin mời anh đọc nội dung lá bài này ạ. Kể tên 5 vị anh hùng dân tộc. Có lẽ là với một diễn viên chèo thì em nghĩ là kể tên 5 vị anh hùng dân tộc với anh thì chắc không khó. Xin phép kể luôn. Dạ vâng ạ. Có hai bà Trưng, đó là Trưng Chắc và bà Trưng Nhị. Rồi, có nhiều hai rồi. Hai vị rồi nha. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vâng ạ. Bà Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Rồi ạ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rồi, đã đủ. Ok. Nào, xin mời lá bài thứ hai của anh ạ. Kể về bí mật của bạn chưa ai biết. Một bí mật của anh chưa ai biết. Nhưng mà bí mật của bạn chưa ai biết thì bây giờ mình phải kể bí mật của mình ra ư? Mình phải kể bí mật của mình ra ư? Đúng. Tức là đến với chương trình này đừng có ai giữ bí mật. Đúng. Một cái việc làm, một cái hành động nào đó hoặc một điều gì đó mà anh chưa từng kể với ai. Có khi cái này Sơn không giữ cái bí mật gì cho mình đâu. Thật, nếu mà bảo chưa ai biết thì không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện đấy. Vâng, thế tức là đây anh cứ đưa cho em lá bài đấy ạ. Tại vì kiểu gì mình cũng có bạn và có bí mật gì, kiểu gì mình cũng phải tâm sự, mình không chịu được. Khi mà anh trả lời sai nội dung của lá bài này, tức là anh đã bị phạt. Kể một câu chuyện cười, nếu anh MC cười thì bạn thắng. Nếu anh MC không cười thì bạn thua. Chính xác. Nào, em đã sẵn sàng rồi. Cười trước xem anh có cười không. Cố gắng cười nha. Có một anh chàng đi làm về. Anh ta nhìn thấy vợ và anh ta lao âu yếm vợ và kể hôm nay anh cuộc sống của anh vui lắm, hôm nay ngày làm việc của anh vui lắm. Là anh kể một câu chuyện cười cho người vợ mà người vợ không cười. Tự nhiên xuất hiện một anh dưới gầm giường cười. Tự nhiên xuất hiện một ông thắng ở dưới gầm giường cười. Không cười luôn rồi, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi, diễn viên hài mà đi kể chuyện mà không cười này sao tôi thấy vô duyên. Cảm giác như chương trình này đang muốn dìm em xuống với mọi người ạ. Đang muốn dìm em xuống với mọi người ạ. Em không vượt qua được hai cái thử thách. Vâng. Bây giờ thì giờ em được ăn hai. Được chứ anh? Anh có thể ăn hai cái tùy anh. Ăn hai lát chanh, ăn hai viên kẹo hoặc ăn hai cái bánh tùy anh sẽ lựa chọn hình thức nào. Em ăn chanh được cho nó tẩy rửa. Tẩy rửa. Tẩy rửa cho nó thanh lọc à. À rồi. Không, nếu mà hai thì phải hai lát cùng một lúc ạ. Em nghĩ đây không phải là thử thách, em thích ăn chanh mà. À, và rất là may trong cái rủi nó sẽ có cái may. Đang người em đang thiếu C. Mời quý vị. Rồi. Đúng là cuộc đời nó luôn đem đến cho chúng ta những cái điều bất ngờ. Cứ nghĩ là nó thử thách nhưng thực ra nó lại là quà tặng. Bây giờ thì chúng ta hãy tạm chia tay với những thử thách cùng với diễn viên Thái Sơn đã. Để mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay, có tên gọi là Chọn Màu Hashtag. Ở Chọn Màu Hashtag ạ, thì xin mời anh Thái Sơn, anh sẽ lựa chọn những con số ngẫu nhiên từ 1 đến 9 ạ. 1 đến 9. Vâng, 3 số. Mình thích số 3. Số 3, rồi ạ. Số 6. Số 6. Số 9. 3, 6, 9, ok. Số 3 đầu tiên của chúng ta là một hashtag màu trắng có tên gọi là tiệm tạp hóa xanh. Đây là một cái dự án của các bạn trẻ đã xây dựng ra với cái mục đích là tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Đó, mở một tiệm tạp hóa này, sử dụng những cái túi ni lông đã qua sử dụng và tái chế chúng thành những cái chiếc túi sách hoặc là những cái chiếc cốc bằng nhựa. Đó là những cái hình ảnh chúng ta thấy được ở trong tiệm tạp hóa xanh. Một cái dự án giúp cho những cái bạn không may bị khiếm khuyết của cơ thể, họ vẫn có thể là lao động được và đem cái sức lao động của mình ra để thành những cái sản phẩm và bán cho mọi người. Đó,
anh chia sẻ một chút liên quan đến tiện tạp hóa xanh. Anh đã bao giờ nghe đến cái tiện tạp hóa xanh hoặc là những cái chương trình nó tương tự như vậy chưa? Tiệm tạp hóa xanh này thì bây giờ mình mới nghe, mình thấy rất là hay, mình thấy rất là nhân văn ở cái chỗ là sử dụng nhân công, đó là cái người khuyết tật, mình đem lại cái công ăn việc làm cho họ. Sau chương trình này em nghĩ là anh có thể tìm hiểu và có thể là ủng hộ cho tiệm tạp hóa xanh. Số 6 là một hashtag màu đen, vạ miệng. Đây là một cái cụm từ chỉ những cái phát ngôn có thể là do bộc phát hoặc là lúc nói ra mà chúng ta chưa kịp suy nghĩ. Ví dụ như trước đây thì có một cái câu một người nói là ví dụ như cảm ơn Covid-19 này. Hoặc là dạo gần đây thì có một cái câu nói liên quan đến một cái cơn bão đợt đổ bộ vào miền Trung của nước ta, bão Noru đấy ạ. Thực ra thì có thể là ý của cô ấy không phải như vậy, nhưng mà cách dùng từ, cách hành văn nó lại khiến cho mọi người cảm thấy hiểu lầm. Với cá nhân anh thì anh nghĩ như thế nào về việc vạ miệng? Có thể do trong cái cuộc sống ấy, đôi khi chúng ta vội vàng ấy, chúng ta chưa kiểm soát kỹ trước ấy. Mình tìm được một cái để tả cái việc này, nhưng mà mình cái dùng cái câu nói mình chưa có sự chuẩn bị trước, mình chưa hình dung ra được cái hậu quả của nó ấy. Thì đây cũng có thể viết một cái status mình chưa kịp uốn lưỡi, mình chưa kịp chỉnh chu gì ấy. Thì đôi khi thì thành ra là vạ miệng, vạ mồm. Chứ còn trong lòng thì chưa chắc người ta đã có những cái ý xấu hay là có những cái ý mà tiêu cực, nhưng mà có thể là do chúng ta vội, trong cuộc sống chúng ta vội quá. Sơn thì Sơn nghĩ thế thôi. Học cách của anh Sơn là sống chậm lại một tí đúng không anh? Ok. Số 9 của chúng ta là một hashtag màu cam. Chúng ta đang có những ý kiến khác nhau liên quan về cái cụm từ này, đó chính là thao túng tâm lý. Gần đây thì cái cụm từ là thao túng tâm lý đang trở thành xu hướng, rất nhiều người nói. Không chỉ các bạn trẻ mà những người nổi tiếng cũng nhanh chóng bắt trend. Anh có biết có cái cụm từ này không ạ? Và có bao giờ mà anh nghĩ là cái tâm lý của mình bị một người khác hoặc bị một ai đó thao túng không? Cụm từ thao túng tâm lý Sơn có nghe rồi, mà bản thân mình có hình dung lại thì mình đã có những lần mình bị thao túng tâm lý. Nếu mà gọi nó để rõ rệt về cái tính chất của nó thì có vẻ là mình là nạn nhân ấy. Mình cũng rơi vào trong cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, mình chơi với người này, người kia. Cái lúc mà mình chơi với họ thật sự mình rất là tin, mình thấy mình chân thành quá. Thấy rất là nhiệt tình, xong quan tâm đến mình thế. Nhưng về sau thì mình mới biết là tất cả những cái đó chỉ là một cái sự dọn đường để cho một cú lửa. Vâng. Và bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối cùng trong Ai Đến Hôm Nay, đó chính là một nơi để chúng ta sẽ cùng xem vị khách mời của chúng ta sẽ có những cái sở thích như thế nào liên quan đến nghệ thuật, quý vị nhé. Hãy cùng đến với Góc Review. Yêu cầu chương trình sẽ đưa ra là anh sẽ kể tên một bộ phim mà nó gây cảm hứng cho anh nhiều nhất khi mà anh xem nó. Đấy là bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Vẫn Cây Táo Nở Hoa? Đúng rồi. Mình bị dây dứt mãi và mình thấy trời ơi, trong đấy diễn viên nào diễn cũng hay, diễn viên nào yêu, diễn rất chi tiết, đúng cái lối mình thích, lối diễn rất đời. Bây giờ thì quay trở lại với sở trường của anh, đó chính là âm nhạc. Em biết đây cũng sẽ là một trong những cái điều mà khán giả khi mà nghe anh hát sẽ rất là bất ngờ. Anh gửi cho chương trình một vài câu trước khi mà anh em mình khép lại chương trình ngày hôm nay, trong một bài hát văn nào đó. Rất sẵn lòng và mấy câu hát văn để cầu chúc cho mọi người luôn luôn may mắn, bình an, luôn luôn tài lộc nha. Vâng ạ. Nhân ai lên đất đi bảo nếm mùi phong nguyệt ý đó là tiên cảnh. Xa ngô lưu phàn tiên cảnh thần tiến trên bảo hà. Tiên cảnh thần tiến trên bảo hà, cỏ cùng cây đua chen hoa lai. Ngân tần ngân hoa đào nằm ngoài mười phân xa còn kém xa. Xa ngô lưu phàn xa còn kém xa mười.
Rất cảm ơn anh mấy Sơn. Câu hát Văn Ca Thánh Trúc, Hoàng Bảy. Vâng ạ. Thưa quý vị, hôm nay thì rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi anh em tôi, chúng tôi trò chuyện 25 phút, 30 phút của chương trình. Nhưng mà chắc chắn là quý vị đã hiểu hơn về một diễn viên rất là tài năng và rất có duyên, và đặc biệt là rất là hiền như anh Thái Sơn. Bây giờ xin mời anh có thể là gửi một lời chào đến cho các bạn khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay. Xin chào và xin chúc khán giả của chương trình Ai Đến Hôm Nay luôn luôn được vui vẻ, luôn luôn được may mắn và hanh thông trong cuộc sống. Vâng, xin chào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Xin chào.